xem là đã chạy chưa, và chúng ta ping từ router sang router khác. Đồng thời thì các bạn có thể xây dựng lại cái sơ đồ vật lý, ví dụ như là này chúng ta xây dựng một cái khu vực Hà Nội đó, là city thì chúng ta sẽ xây dựng cái này ở Hà như là có một số trung tâm và chi nhánh ạ. Thì trung tâm nó sẽ là ở vùng số 0 và nó sẽ nằm ở ví dụ, quận Hai Bà Trưng ạ. Có quận Đống Đa rồi quận Hoàn Kiếm ạ. Đây là vùng số 0 này. Cái này nó chỉ là tương đối thôi nhé, không chính xác hoàn toàn ạ. Đống Đa này, Hoàn Kiếm này, Đống Đa giữa như này, Hai Bà Trưng bên này. Chúng ta sẽ chuyển các thiết bị sang. Thì bên Đống Đa này chúng ta sẽ tạo ra cái phòng để lắp đặt thiết bị mạng và tạo ra một cái new project này. Thế thì chúng ta có router B và C thuộc vùng số 0 sẽ nằm ở quận Đống Đa. Thì chúng ta sẽ đưa B và C vào. Router A vẫn ở Hai Bà Trưng. Còn router D sẽ nằm ở quận Hoàn Kiếm.
Có một cách khác là chúng ta dùng cái nút Move, nhưng mà đây, nút Move đây. Chúng ta chọn nút Move này, là chúng ta chọn vào cái outer D này. Chúng ta chọn hoàn kiếm. Move to hoàn kiếm, wiring, close it. Chúng ta sang hoàn kiếm, chúng ta nhìn thấy. Để hoàn kiếm đây. Ok, để các bạn làm đi nhé.